quý vị và các bạn, rãnh áp thấp còn duy trì qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp thêm với quá trình hội tụ mực 1.500m, nên ngày hôm nay, mưa dông duy trì nhiều nơi trên khu vực Bắc Bộ, trong đó vùng núi và trung du phía Bắc còn ghi nhận được lượng mưa vừa đến mưa to, có nơi rất to. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, hình thế gây mưa tiếp tục tồn tại, do vậy Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Thời điểm mưa dông có lượng sẽ tập trung trong khoảng nửa đêm về sáng. Nhiệt độ lúc này cũng hạ thấp hơn, dao động từ 23 cho tới 26 độ cùng với độ ẩm không khí dồi dào. Sang hai ngày đầu tuần tới, mặc dù dưới tầng thấp, rãnh áp thấp suy yếu, tuy nhiên trên hệ thống khí quyển tầng cao, quá trình hội tụ còn duy trì. Do vậy, Bắc Bộ mang kiểu thời tiết nhiều mây, mưa có lượng và diện giảm hơn so với 24 giờ trước. Nhưng nhìn chung vẫn xảy ra rải rác trên khu vực, tập trung chủ yếu tại vùng núi và ven biển của khu vực Đông Bắc. Thời tiết trên toàn Bắc Bộ trong những ngày tới còn mát mẻ, đặc biệt vào thời điểm về đêm và sáng khi có mưa và độ ẩm không khí cao. Còn về trưa chiều, khu vực giảm mưa, nền nhiệt độ tăng nhưng không cao, phổ biến dao động trong khoảng từ 29 cho tới 32 độ. Xuôi xuống khu vực Trung Bộ, ngoại trừ các tỉnh Bắc Trung Bộ, thời tiết sẽ nhiều mây và có mưa rào rải rác trong thời điểm về đêm và sáng. Còn lại các khu vực khác là Trung và Nam Trung Bộ, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa trong 3 ngày tới. Cùng với đó thì nhiệt độ cũng có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng. Nền nhiệt độ dễ chịu hơn cả sẽ là các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Hà Tĩnh. Tại đây nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng thường dao động từ 24 cho tới 27 độ, cao nhất ngày hầu khắp ở dưới ngưỡng 33 độ. Trong khi đó, phần còn lại từ Quảng Trị cho tới Bình Thuận có nền nhiệt độ giảm nhẹ hơn những ngày trước với thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ, cao nhất từ 33 cho đến 35 độ. Chỉ một vài nơi cá biệt thuộc Bình Định và Phú Yên có nhiệt độ xấp xỉ ngưỡng 36 độ. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mặc dù trên hệ thống khí quyển tầng cao, trường gió phân kỳ khô đã suy yếu, tạo điều kiện cho gió mùa Tây Nam hoạt động trở lại, nhưng với cường độ không mạnh nên mưa trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ không xảy ra nhiều. Trong khoảng thời gian từ sáng đến 16 giờ chiều, thời tiết các tỉnh thành phía Nam vẫn phổ biến ít mưa và có nắng với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên từ 30 cho tới 33 độ và tại Nam Bộ từ 31 cho tới 34 độ. Sau đó, đến chiều tối, mây sẽ kéo đến nhiều hơn và cho mưa rào rải rác trên khu vực. Tuy nhiên, mưa phân bố không đều và diện và lượng. Nếu có, cũng chỉ dao động trong khoảng từ 5 cho đến 10mm. Nếu so sánh với số liệu trung bình nhiều năm trong thời kỳ, thì tổng lượng mưa tại các tỉnh thành phía Nam trong 5 ngày qua ở mức ít hơn hẳn. Bình thường phổ biến tổng lượng mưa trong 5 ngày đầu của tuần cuối tháng 7 dao động từ 40 cho đến 70mm. Tuy nhiên, 5 ngày qua, mưa tại vùng cao nguyên chỉ được 15 cho đến 30mm, Nam Bộ cũng chỉ phổ biến từ 20 cho đến 40mm, cá biệt mới có nơi trên 50mm. Như vậy, nhìn chung mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang có xu hướng ít hơn so với giá trị trung bình nhiều năm trong cùng thời kỳ. Cuối cùng, như thường lệ là thông tin thời tiết trên biển. Trong những ngày tới, khu vực Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thịnh hành gió Tây Nam cường độ trung bình đến yếu, tình trạng biển bình thường và không gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Riêng vùng biển Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Cảnh giác với tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông. Như vậy là các tỉnh Bắc Bộ sẽ duy trì mưa rào và dông, có nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to, đề phòng tố lốc gió giật mạnh và khả năng có lũ quét sạt lở đất. Miền Trung có mưa dông vài nơi, riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác trong 1 đến 2 ngày tới. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại!